mến chào cô chú anh chị và bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay. Và chiếu hình của cô chú anh chị và bạn đây là những hình ảnh cung đường Nguyễn Thị Minh Khai, khi xưa là cung đường Hàm Nghi. Và ngay vị trí này có quán cà phê Bay Daily Coffee and Restaurant nữa rồi. Quán này lúc dịch là nghỉ lâu nay, hôm nay bán trở lại, hình như là đổi thương hiệu sao. Nó nằm bên hông của quảng trường, bên quảng hội trường, nằm ngay góc của con đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú ngày nay. Khi xưa là con đường Hàm Nghi, hướng này Nguyễn Thị Minh Khai của chú các bạn lưu thông thẳng thì nối dài sẽ là con đường Quang Đồn. Con đường Quang Đồn sẽ lên giao ở con đường Lê Hồng Phong. Đoạn này cũng Nguyễn Thị Minh Khai về đêm rất là vui, rất là nhộn nhịp, du khách đồ họ đi dạo dọc trên con đường Nguyễn Thị Khai này rất là nhiều. Và ngay góc này cũng có một cái tòa nhà rất là cao, đó là tòa Panorama. Du khách hiện tại cũng đang nghỉ ở cái khách sạn ở phía dưới của tòa nhà Panorama này nè. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai là những con đường phố Tây rồi. Ngày nay nó là nhộn nhịp nhất rồi đó. Có con đường Hùng Vương rồi Nguyễn Thị Trọng rồi rất là vắng. Chỉ có con đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn này là đông. Du khách đa số ở những cái khách sạn là dọc trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn này. Dọc trên đoạn này có cái hẻm số 17 rồi, rất là nhiều những cái hotel, phải 6-7 cái bên trong cái hẻm số 17 á, của đường Nguyễn Thị Khai. Là ngay vị trí này, ngay vị trí của tòa nhà Kiểm Toán này, là bên trong hẻm 17 đó là rất là nhiều những cái khách sạn nhỏ nhỏ. Góc của con đường Tô Hiến Thành với con đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng có một cái tòa nhà Vitgo Hotel cũng mở cửa trở lại rồi, cũng có nhiều khách ở đó, cao 40 tầng, đẳng cấp 5 sao. Những ai ở đẳng cấp thì có thể ở những cái tòa Vitgo, hoặc là bên cạnh cũng có thì Galia Gold Hotel nữa. Góc này là con đường Nguyễn Thị Thục giao với con đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Nguyễn Thị Thục xưa là con đường Lê Văn Diệu. Xe taxi đổ, ngay trước của tòa nhà Vitgo Hotel và Ria Gold Hotel. Có du khách ở rất là đông, đẳng cấp 5 sao, cao 40 tầng, ngay góc của Nguyễn Thị Minh Khai với con đường Tô Hiến Thành. Lúc trước về đêm lên đèn led đẹp lắm rồi, nay chưa không thấy lên đèn led nữa, tiết kiệm điện. Bây giờ mời cô chú và bạn rẽ qua con đường Tô Hiến Thành nha. Du khách đi xích lô dạo thành phố. Và chứng hình của cô chú và bạn đây là những hình ảnh của con đường Tô Hiến Thành. Đây góc đây là đường Đống Đa giao với Tô Hiến Thành này. Có quán bánh xèo, rồi bún cá, bún ốc, bún rêu, khu đồng, rồi bún cá Nha Trang. Đó, dọc đoạn khoảng số 79 của đường Tô Hiến Thành rất là nhiều những quán ăn. Dọc đây có bánh căn 51 Tô Hiến Thành nữa. Đây góc của con đường Bạch Đằng và Tô Hiến Thành nữa. Ở đây là hình ảnh con đường Bạch Đằng giao với Tô Hiến Thành. Trên đường Bạch Đằng thì có một quán bún cá cũng nổi tiếng, khách hay ăn bún cá mịn. Dạ. Thì em cũng ăn quán đó vài lần rồi thì em thấy cũng được vậy, một tô 35.000 thì ăn cũng được, có sứa này, có chả cá, rồi có cá ngừ đại dương nữa, ăn rất là ngon, giá cả thì cũng hợp lý. Dạ. Không đắt không rẻ, quan trọng là cái vị của nó ăn nó hợp hay không nữa. Quán bún cá mịn đó lúc trước dịch đó, họ vẫn bán bình thường, họ không có nghỉ, bán cho người dân ở địa phương ăn nữa chứ không có riêng gì không du khách. Chỗ này có sinh tố thiên nhiên nữa này, ngay góc con đường Thành Thục Kháng và con đường Tô Hiến Thành. Sinh tố thiên nhiên là có ba địa điểm nào quý vị, nằm một địa điểm ở chi nhánh ở trên con đường Lê Thành Phương nữa, xưa là đường nhà thờ,
và một chi nhánh nằm trên khu đô thị Vĩnh Bình Trung, trên con đường 19/5 ngay phía dưới của chung cư CT1 Vĩnh Bình Trung. Có tòa nhà Wood Building. Con đường Tô Hiến Thành này nó cũng không có thua kém gì con đường Nguyễn Thiện Thục quý vị. Nguyễn Thiện Thục là con đường khu phố Tây được một chiều. Nhưng con đường này hai chiều nên buôn bán thì nó thuận lợi hơn. Nó cũng nhộn nhịp lắm. Nó cũng chạy song song dưới con đường Nguyễn Thiện Thục. Ở ngay vị trí này quý vị rẽ bên tay phải thì có thể đi qua con đường Nguyễn Thiện Thục. Ngay chỗ này là con đường Tô Hiến Thành giao với con đường Lê Thánh Tôn. Ngay vị trí của con xe ngã 7 này, qua mé bên kia là con đường Đinh Tiên Hoàng. Chạy hết đường Đinh Tiên Hoàng sẽ giao với con đường Lý Tự Trọng ngày nay, khi xưa là Bá Đa Lộc. Ngay vị trí của con xe ngã 7 này cũng có một ngôi trường trung học cơ sở Thái Nguyên ngày nay, khi xưa là ngôi trường Nữ Dương Trân đó, Nữ Dương Trân Nha Trang. Góc đây là đường Quang Trung giao với Lê Thánh Tôn. Góc này cũng có quán kem rồi quán bánh rồi du khách hay ăn lắm, chích lô và xe điện hay chở tới những vị trí này để cho du khách ăn kem. Có thể thấy chích lô nè, dưới xe điện là chở du khách đi dạo vòng quanh thành phố nè, chở đi ăn nữa. Nhà tướng hình của Chúa Nhật Bản là con đường Bùi Thị Xuân giao với con đường Lê Thánh Tôn ngày nay. Bạn đó là những ảnh của vòng xoay ngã 6. Vòng xoay ngã 6 này nó giao các con đường như là Lê Thánh Tôn nè, Lý Tự Trọng nè, con đường Lý Thánh Tôn, con đường Lê Thành Phương, con đường Thái Nguyên và con đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi khi xưa là con đường Phước Hải vậy. Rồi con đường Thái Nguyên khi xưa là đại lộ Gia Long. Lê Thành Phương khi xưa là con đường Nhà Thờ. Và Lý Tự Trọng khi xưa là con đường Bá Đa Lộc. Chỉ có con đường Lê Thánh Tôn và con đường Lý Thánh Tôn là không có gì thay đổi. Dạ em đây đang đi qua hướng này là con đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long phía trước, con đường Hàng Me tuyệt đẹp ngày nay. Và ngày nay nó vẫn còn những gốc me cổ thụ rất là lớn. Dọc bên tay phải của con đường Thái Nguyên. Còn này là gần nhà văn hóa Thiếu Nhi của tỉnh, và cũng như là bên cạnh là có quán cà phê Flamingo nữa. Quán cà phê Phân Vườn rất là mát. Rồi trước bóng đá SEA Games 31 diễn ra, bóng đá nam chung kết là khu vực của các quán cà phê rất là vui. Họ đưa ra những cái màn hình chiếu rất là rộng và khách đến đa số uống cà phê để mà coi đá bóng, có không khí. Và vừa rồi là ở Nha Trang cũng bị bão rất là lớn luôn rồi. Lâu lắm rồi người dân cả nước mới có dịp ăn mừng chiến thắng cho đội bóng tỷ bóng đá U23 của Việt Nam, bóng đá nam vừa rồi. Và bóng đá nam, bóng đá nữ đều giành huy chương vàng SEA Games 31 vừa rồi hết rồi. Có lòng mềm tự hào của người Việt. Giờ đây là góc con đường Thái Nguyên và đường Bà Triệu. Bà Triệu khi xưa là đường Triệu Ấu vậy. Ngay góc này cũng có quán cà phê Hoa Nắng đó.
Ở trên con đường Thái Nguyên này có hai quán cà phê trong vườn, đó là quán Hoa Nắng và quán Cola Mango để em đi. Hai quán mát nhất, rộng, thoáng. Quán Hoa Nắng thì nó có vẻ giá cả rẻ hơn và nó không có đơn giản hơn, nó không có cầu kỳ bằng quán Cola Mango. Độ này là gần ga Nha Trang, gần công viên 23 tháng 10. Đây là công viên 23 tháng 10 về đêm. Khi xưa là công viên Võ Văn Tý, đối diện với ga Nha Trang rất đẹp. Và đối diện bên kia là ga Nha Trang nữa. Ga Nha Trang về đêm lên đèn lên rất cổ điển. Một trong những nhà ga đẹp và xếp thứ nhì Đông Dương lúc bấy giờ. Và chỉ đứng sau ga Đà Lạt thôi. Thì dự kiến cái nhà ga này là tương lai là đến năm 2030 thì có thể sẽ dùng làm một cái địa điểm tham quan du lịch, có thể nhà ga sẽ rời đi. Hiện tại thì em cũng nghe được thông tin trên báo thì trước mắt là ga tàu hàng sẽ chuyển lên Vĩnh Trung, còn ở dưới này vẫn giữ lại là làm ga hành khách. Và trước hình cũng có chú chị bạn, đó là một xây mở vòng. Cái mẫu vòng này là giao giữa con đường thống nhất rồi, khi xưa là đường độc lập, rồi con đường Thái Nguyên, con đường Dế Xem. Chiếu hình của tuyến thì bạn là ngã ba nút thắt giao thông của con đường Lê Hồng Phong, con đường 3 tháng 10. Qua bên này là thuộc 23 tháng 10 rồi. Đây góc chỗ này thì có một quán xôi, em thấy rất là nhiều người mua quán xôi sáu tải. Hướng này của đường 3 tháng 10 là hướng đi lên khu vực của Diên Khánh, này lên quốc lộ, lên vùng ngã Ba Thành. Ngay đoạn này là gần chùa Long Sơn, thì trong những ngày qua thì chùa Long Sơn cũng đón được một lượng khách du lịch đến tham quan. Trên cái đồi tài thủy có tượng Phật ngồi rất là đẹp, thì dân hay gọi là tượng Phật Trắng, kim thân Phật tổ. Cái đồi chạy thủy lúc xưa cũng là lúc mà thời kỳ diễn ra giao chiến giữa bên Chú Nguyễn và bên quân Tây Sơn, thì cái đồi chạy thủy cũng là một cái địa điểm đóng quân của quân Tây Sơn lúc bấy giờ này. Nó cũng là một cái địa điểm thời chiến tranh khi xưa. Đoạn này là gần siêu thị Lotte Mart. Cái góc này là con đường thị trưởng giao với con đường 23 tháng 10 đấy mọi người. Cây góc của siêu thị Lotte Mart ngày nay. Con đường thị trưởng này, nếu cô chú chị bạn quẹo trên tay phải thì sẽ đi qua khu vực của đường Phương Sơn, Phương Sài. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị các bạn đã xem video. Em xin mến chào cô chú chị các bạn.